Xin chào, chúng ta đang gặp lại nhau trong S News và hãy cùng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Vừa qua thì tập phát sóng thứ 17 mùa 2 của chương trình Nhanh Như Chớp thì đã được lên sóng với sự góp mặt của bạn gái dàn cầu thủ nổi tiếng, trong đó có Nhật Lê là người yêu của cầu thủ Quang Hải và Ngọc Nữ, bạn gái tin đồn của cầu thủ Văn Đức. Tuy nhiên thì các cô gái đã khiến khán giả vô cùng thất vọng vì không thể trả lời đúng được các câu hỏi cơ bản. Vừa qua ngày 20 tháng 7, tập 17 chương trình Nhanh Như Chớp mùa 2 đã chính thức được lên sóng. Đặc biệt là sự xuất hiện của hai gương mặt xinh đẹp khá quen thuộc với cộng đồng mạng là Nhật Lê, người yêu cầu thủ Quang Hải và Ngọc Nữ, bạn gái tin đồn của cầu thủ Văn Đức. Mặc dù đều gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp và sự tự tin trước ống kính, nhưng chỉ sau khi xuất hiện ít lâu, cả hai cô nàng hot girl này đều khiến mọi người phải tỏ rõ sự thất vọng vì phần trả lời câu hỏi quá kém của mình. Cụ thể, Ngọc Nữ là bạn gái tin đồn của cầu thủ Văn Đức, là người thi thứ hai trong đội chơi của mình. Ngay từ những câu hỏi đầu tiên về âm nhạc, dù thừa nhận là chương trình đưa ra đúng bài hát tủ mà bản thân rất yêu thích, nhưng Ngọc Nữ vẫn liên tiếp trả lời sai các câu hỏi có liên quan đến ca khúc này. Hay đến cả những câu hỏi đố mẹo, người đẹp này cũng ấp a ấp úng rồi trả lời cho có khiến cả MC, người chơi và khán giả trong trường quay cũng không thể nhịn cười. Lên đây em không tập trung được luôn, não nó rơi mất rồi. Sau 2 phút hoàn thành phần thi của mình, bạn gái Văn Đức chỉ trả lời đúng được 2 câu hỏi. Không chỉ Ngọc Nữ mà ngay cả Nhật Lê cũng khiến khán giả không khỏi ngao ngán về việc cô nàng thiếu quá nhiều kiến thức phổ thông mà ai cũng từng được học qua. Chẳng hạn ở câu hỏi tác giả của Bình Ngô Đại Cáo là ai, bạn gái Quang Hải đã đưa ra câu trả lời dứt khoát là Ngô Tất Tố, trong khi đáp án đúng là Nguyễn Trãi. Đây được cho là câu hỏi dễ vì tác phẩm này được học ở trung học phổ thông, nhưng Nhật Lê lại gây thất vọng khi đưa ra câu trả lời dường như chẳng có sự liên quan. Tiếp đến, ở câu động vật lớn nhất hiện nay là con gì, Nhật Lê lại đưa ra một đáp án không hề liên quan tới động vật là hà bá. Không chỉ ở những câu hỏi đề cập đến kiến thức phổ thông, mà trong những câu hỏi liên quan đến âm nhạc, dù đang học âm nhạc ứng dụng tại trường đại học ở Hà Nội, nhưng bạn gái Quang Hải cũng liên tục trả lời sai các câu hỏi về lĩnh vực này. Cuối cùng, sau 2 phút, cô nàng cũng chỉ trả lời được duy nhất một câu trả lời đúng. Dù nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng khi thông tin Nhật Lê và Ngọc Nữ tham gia game show kiến thức, nhưng cả hai nàng bạn gái cầu thủ đều khiến ai nấy phải ngao ngán, thất vọng vì những câu trả lời ngô nghê, thiếu hiểu biết của mình. Và ngay sau khi chương trình lên sóng, Nhật Lê đã đăng tải những chia sẻ của mình lên story Instagram, trang cá nhân khi được dân mạng hỏi về có cảm thấy buồn không với phần thể hiện không tốt. Bản thân tham gia chương trình với tiêu chí vui là chính, không quá đặt nặng vấn đề kết quả thế nào, giao lưu được với các anh chị và học hỏi thêm được nhiều kiến thức, như vậy là quá mãn nguyện rồi. Dù sao thì đây cũng chỉ là một game show giải trí và có lẽ là do lần đầu mới tham gia nên các cô nàng mới có những câu trả lời lúng túng như vậy. Hy vọng rằng khán giả sẽ không quá khắt khe với những cô nàng nhé. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.